tôi đón tiếp một vị khách rất đặc biệt. Oh my god, người yêu cũ. Ôi sao mà sáng sủa đẹp trai tóc vuốt vuốt như này. Anh Dũng à, anh cần mua gì? Cho mẹ 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 ra trước rồi mà thêm combo đi ô tô thì cứ phải gọi là À, anh nên dán cái ipad cho con g63 của anh. Xe thật á? Oh my god, cuộc đời thật là éo le. Ngỡ đâu có ngày lại nhâm nhi người yêu cũ. Ô tôi chết rồi phải tư vấn. À đấy, không chỉ là người yêu em anh nhập người yêu cũ em mà anh chị nào đi ô tô ai chưa biết thì đến ngay Video Store dán ePass thẻ thu phí không dừng nhé. Bên em là dán miễn phí lần đầu thẻ ePass cho khách hàng luôn. Cái gì? Miễn phí lần đầu? Anh không thiếu tiền, không cần. Ồ ôi, chàng trai kiếm đúc mía còn phải chia đôi của em năm nào giờ nã học phóng như này. Thôi thì cũng phải gọi là cái duyên cái số, ông tơ bằng người xét triển luận kim. Nhưng cơ hội này mình quay. Dũng ơi. Ơ, Tục Tưng đến tận đây à? Sao không để Dũng đón? Thì Tục Tưng nhớ Dũng mà. Thế đã chọn được đồ xong chưa? Thì mình đi thanh toán luôn.